Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 26 tháng 8 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội thảo xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN khai mạc vào sáng ngày 26 tháng 8, bàn luận về các ý tưởng xây dựng bản sắc cộng đồng bên cạnh bảo tồn văn hóa của mỗi nước thành viên. Thị trường chứng khoán Trung Quốc và thế giới, trong đó có Việt Nam, tiếp tục biến động sau khi quyết định của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất bắt đầu có hiệu lực. Gắn biển tên tuyến phố Trịnh Công Sơn thể hiện tình cảm của người dân thủ đô Hà Nội đối với cố nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các ý tưởng đề xuất về những giải pháp cho mô hình cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, vấn đề xây dựng bản sắc chung cho cộng đồng bên cạnh bảo tồn tính đa dạng văn hóa của các nước trong khu vực là những nội dung nổi bật của Hội thảo về xây dựng cộng đồng văn hóa ASEAN được Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội. Trong bối cảnh cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành vào cuối năm nay, thì việc tuyên truyền về cộng đồng văn hóa xã hội bên cạnh cộng đồng chung ASEAN có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối và chia sẻ trách nhiệm của người dân ASEAN. Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa thì cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập với 3 trụ cột là chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Trong khi ở lĩnh vực chính trị và kinh tế, có thể thấy rõ nhiều thỏa thuận hợp tác, hiệp ước thương mại đã thành công, thì trong lĩnh vực xã hội lại đang gặp nhiều thách thức trong việc kết nối những người dân với nhau. Bởi vì cái quy trình ở trong ASEAN là quy trình quyết định từ trên xuống, và thường thường là cái quyết định từ trên xuống thì nó rất là có ý nghĩa nếu như trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực chính trị. Chứ còn đối với lĩnh vực văn hóa xã hội thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn, và từ đó người dân sẽ cảm thấy gắn kết hơn vào cái cộng đồng kinh tế xã hội của ASEAN. Một điểm đáng chú ý của hội thảo là phần chia sẻ kinh nghiệm của đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu về việc hình thành và quản lý cộng đồng văn hóa châu Âu. Các nước châu Âu vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng và đây là một rào cản trong việc xây dựng bản sắc văn hóa chung. Do đó, châu Âu coi giáo dục, thế mạnh của mình là một yếu tố quan trọng để kết nối người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, và đưa người trẻ đến gần nhau. ASEAN có thể học hỏi mô hình giao lưu văn hóa và trao đổi học sinh của Liên minh châu Âu. Chương trình trao đổi sinh viên Erasmus của chúng tôi đã rất thành công với việc gửi 3 triệu sinh viên đi học tại những nước khác trong cùng khối. Trong bài học của Liên minh châu Âu, kết nối con người giữa các quốc gia cũng là một điều đáng chú ý. Và họ đã thực hiện điều này qua việc sử dụng hộ chiếu chung của Liên minh châu Âu. Ý tưởng về một hộ chiếu chung cho khối ASEAN như ở châu Âu rất hấp dẫn và được nhiều người quan tâm. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ bàn bạc với các nước ASEAN để tìm hiểu về vấn đề này khi thời điểm chín muồi. Tại hội thảo, Ban thư ký ASEAN cho biết đã có những nỗ lực để tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân các nước trong khối như trao đổi học sinh hay xây dựng giáo trình lịch sử ASEAN. Tuy nhiên, các nỗ lực đó vẫn chưa dừng lại và cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng một cộng đồng chung và xây dựng bản sắc văn hóa chung của ASEAN, và nhấn mạnh rằng quá trình này cần phải được thực hiện có thời gian, hòa hợp trong sự đa dạng. Những kinh nghiệm của EU có thể sẽ hữu ích đối với Việt Nam và các nước ASEAN trong việc tiến tới hội nhập mạnh mẽ hơn trong khu vực. Tiếp tục chuyến thăm chính thức tại Nhật Bản và tham dự hội nghị Hội đồng Toàn cầu vì Phụ nữ vào ngày 26 tháng 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Masaki Yamazaki. Trong buổi làm việc với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc duy trì việc viện trợ ODA với mức cao cho Việt Nam, tiếp tục mở rộng việc tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên của Việt Nam đến làm việc tại Nhật Bản. Trước đó, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tamamori Oshima vào hôm 25 tháng 8, hai bên nhất trí giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Còn tại buổi tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Hideaki Domichi, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị JICA nhân rộng mô hình theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em mà tổ chức này đang tiến hành tại Việt Nam. Nhân dịp này, thì Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã hội kiến với Thống đốc tỉnh Gunma, nơi có nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập. Với mong muốn xây dựng một cuốn sách đầy đủ về lịch sử hình thành và phát triển ngành ngoại giao của Việt Nam, sau nhiều tháng lấy ý kiến đóng góp nội dung từ các cán bộ lâu năm trong ngành, cuốn sách với tựa đề Bộ Ngoại giao 70 năm xây dựng và phát triển vừa được chính thức được xuất bản, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành.
Đây là lần đầu tiên sau 70 năm, ngành ngoại giao Việt Nam mới xuất bản được một cuốn sách về lịch sử xây dựng và phát triển ngành. Với hơn 400 trang viết kèm ảnh, cuốn sách được chia thành 7 chương, bắt đầu từ năm 1945 cho đến nay, đề cập đến bối cảnh trong nước và quốc tế, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và những hoạt động đối ngoại. Thế nghĩa là quyển này nó là quyển cơ bản bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan, nó ra một cái nền móng để sau này tiếp tục, nếu mà anh không ra được nó thì sau này anh tiếp tục rất khó. Theo chia sẻ của ông Vũ Khoan, cũng là chủ biên của cuốn sách, thì ngành ngoại giao Việt Nam đã giành được rất nhiều thắng lợi, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một cuốn lịch sử nào về ngành cả. Nhiều thế hệ đi trước cũng đã nghĩ đến việc xuất bản sách, nhưng chưa làm được bởi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu thập tư liệu. Khi chúng tôi soạn thảo cái quyển sách này thì theo đuổi nhiều mục đích, chứ không phải chỉ một mục đích. Mục đích thứ nhất là ít nhất là ghi lại những cái sự kiện, những con người đã hình thành nên cái ngành ngoại giao này. Mục đích thứ hai là cũng để giới thiệu cho công chúng biết là đằng sau những cái thành tựu của ngoại giao mà mọi người đều biết rồi, thì dư luận chung trong nước, thậm chí ngoài nước cũng không biết cái bếp núc đằng sau cái đó là như thế nào, thế do những con người nào làm, đã thực hiện như thế nào. Thì đấy là cái khía cạnh thứ hai mà chúng tôi theo đuổi. Cái thứ ba là chúng tôi muốn là cho các thế hệ trẻ hiện nay và những cái thế hệ tiếp theo đó biết là ông cha ta đã làm được những cái gì. Cuốn sách Bộ Ngoại giao 70 năm xây dựng và phát triển vẫn còn nhiều thiếu sót như chính các tác giả của cuốn sách thừa nhận. Nhưng đây là một bộ khung ban đầu để rồi tiếp tục được hoàn thiện bởi các thế hệ sau. Đồng thời cuốn sách này cũng sẽ trở thành một tài liệu cần thiết trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam, vào ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc tọa đàm tìm hiểu lịch sử ngoại giao và lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngành ngoại giao. Đây là dịp để các cán bộ ngoại giao trẻ ôn lại bài học với những chặng đường đã qua của ngành ngoại giao, để từ đó chuẩn bị cho mình hành trang để tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành ngoại giao nói riêng và của đất nước nói chung. Còn 100 nước nữa mà. Bao có lời khuyên gì cho cán bộ trẻ về thích ứng và phát huy được trong cái điều kiện nó gần như nó rất khác với những cái gì mà các thế hệ đi trước trải qua? Bác khuyên là các cháu những cái thông tin nào có lợi cho mình, có lợi cho đường lối đối ngoại của mình thì mình hãy tiếp nhận những cái thông tin đó. Tại buổi tọa đàm lịch sử ngành ngoại giao, sau khi nghe Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên chia sẻ về những câu chuyện trong sự nghiệp của ông và những dấu mốc lịch sử ngoại giao Việt Nam, các cán bộ ngoại giao trẻ đã đặt nhiều câu hỏi để tham khảo kinh nghiệm của Nguyên Bộ trưởng trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác ngoại giao. Thì đối với các bạn thanh niên, đó, điều các bạn đó cần nhất là một cái động lực và cái bài học để cho các bạn có thể ôn lại những cái chặng đường đã qua, để từ đó có được những cái hành trang tốt nhất trong cái tiến trình cùng với dân tộc tiến ra biển lớn. Bình thường thì có thể đọc sách, tư liệu về lịch sử của ngành, nhưng mà đến đây được lắng nghe những cái câu chuyện chia sẻ hết sức là chân thành của các cái cựu lãnh đạo bộ, những cái nhà ngoại giao kỳ cựu, thì giúp cho những cái cán bộ trẻ có được một cái niềm tin hay động lực hay là lý tưởng để phấn đấu và phục vụ cho ngành. Cũng trong khuôn khổ của tọa đàm tìm hiểu lịch sử ngoại giao, ngày hôm nay đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngành ngoại giao. Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài thi của các chi đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Ngoại giao và 6 sở ngoại vụ. Giải nhất được trao cho thí sinh Đặng Thị Phương Thảo đến từ Học viện Ngoại giao. Trong bài dự thi của mình, Phương Thảo tâm đắc nhất với những suy nghĩ đóng góp cho ngành ngoại giao dựa trên tinh thần câu nói của Bác Hồ: thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn. Em cũng đã thể hiện suy nghĩ của em là mở rộng cái sự hiểu biết của trong học sinh phổ thông biết đến trường, biết đến học viện nhiều hơn, và như vậy thì sẽ có khả năng thu hút được nhiều nhân tài hơn để tìm đến với ngoại giao và cống hiến cho sự phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam. Thông qua những cuộc tọa đàm và thi tìm hiểu về ngành ngoại giao như thế này, các nhà tổ chức cũng như các bậc lão thành của ngành mong muốn khơi dậy nhiệt huyết, tri thức của các nhà ngoại giao trẻ để họ có thể viết tiếp những trang hào hùng và lịch sử ngoại giao Việt Nam trên nền tảng 70 năm đã qua. Thì mong rằng các nhà ngoại giao trẻ sẽ kế tục được cái truyền thống của ngành ngoại giao. Thì những nhà ngoại giao trẻ làm thế nào để làm cho cái vị thế của Việt Nam ngày càng
lớn lên, càng mạnh lên trên thế giới, và làm thế nào để cho ngoại giao phục vụ đắc lực hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng ngày 26 tháng 8 tại thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tổ chức sơ duyệt chương trình meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn của chương trình là lễ diễu binh diễu hành của các lực lượng vũ trang, quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng phần diễu hành của lực lượng quần chúng. Cùng với đó là phần diễu hành văn hóa, văn nghệ đa sắc màu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước. Buổi tổng duyệt chương trình sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Tại thời điểm này, thì các thành phần tham gia lễ hợp duyệt diễu binh diễu hành đã làm tốt công việc của mình để sẵn sàng cho chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc. Cũng trong ngày 26 tháng 8, lớp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam với sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ đã được khai giảng. Cùng ngày, thì tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cũng đã cập cảng Nhà Rồng. Chi tiết có trong cụm tin sau đây. Ngày 26 tháng 8, tại Bệnh viện Quân y 354, Bộ Quốc phòng, với sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tiến hành khai giảng hai lớp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho các y, bác sĩ, là sĩ quan tương lai của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Trong thời gian 3 tháng, hơn 30 học viên sẽ được các giáo viên Hoa Kỳ đào tạo tiếng Anh cơ bản chuyên ngành y khoa để có thể triển khai một bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại các phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc. Các lớp đào tạo tiếng Anh lần này là một trong những công tác chuẩn bị của Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai đề án Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo. Sáng 26 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, tàu Sarang của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày tại Việt Nam. Đón đoàn tại cảng Nhà Rồng có đại diện Bộ Quốc phòng cùng Ủy ban Nhân dân thành phố và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung. Chuyến thăm cũng là cơ hội tốt để cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ trao đổi kinh nghiệm trong xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Ngày 26 tháng 8 là một ngày đầy biến động trên thị trường chứng khoán Trung Quốc và thế giới khi quyết định của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại chính thức có hiệu lực. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm kích thích kinh tế và cũng là nhằm tác động đến thị trường chứng khoán khi mà chính phủ đã ngừng can thiệp trực tiếp vào thị trường. Nhưng dường như thì những quan ngại của các nhà đầu tư vẫn chưa được khỏa lấp hoặc là sự kỳ vọng của họ vẫn chưa được đáp ứng, nên chứng khoán của Trung Quốc hôm 26 tháng 8 lại tiếp tục chuỗi ngày thứ 5 giảm điểm sâu nhất kể từ năm 1996. Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp trong tuần ghi nhận xu hướng giảm điểm trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,3% sau một ngày giao dịch trồi sụt. Chỉ số Shenzhen mất 2,92%. Phản ứng trên một số thị trường chứng khoán châu Á cho thấy một sự hồi phục nhẹ nhưng không chắc chắn. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3,2%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,57%. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ mất 1,3%. Nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn này, tôi nghĩ đó là đã đến thời điểm đánh dấu sự thay đổi của nền kinh tế mà chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy. Có thể nói rằng, trong khi Mỹ muốn tạo ra dư cầu về tiền bằng việc thắt chặt, còn Trung Quốc muốn tạo ra dư cung về tiền bằng biện pháp nới lỏng. Sau khi tăng trưởng bùng nổ 150% từ cuối năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu lao dốc. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp từ mềm mỏng như bơm tiền để giải cứu đến cứng rắn như bắt giam những người bán tháo cổ phiếu, nhưng vẫn chưa đủ để bình ổn thị trường. Đúng vào thời điểm này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ giảm giá đồng nhân dân tệ, làm dấy lên lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Và thị trường chứng khoán Trung Quốc sau thời gian ngắn hồi phục nhẹ lại tiếp tục lao dốc, mà đỉnh điểm là ngày thứ hai đen tối đầu tuần này, thị trường chứng khoán Trung Quốc mất 8,5%, kéo theo những con sóng mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới. Những động thái của Trung Quốc trong vài ngày nay cho thấy quốc gia này đang nỗ lực vực dậy kinh tế về lâu dài, chứ không phải là những biện pháp can thiệp ngắn hạn vào thị trường. Các động thái này đã tác động đến không khí trên các sàn chứng khoán khu vực,
mà cụ thể là sắc xanh trở lại trên sàn Seoul và Tokyo vào ngày 26 tháng 8. Còn tại Việt Nam thì sắc xanh cũng đã phủ kín hai sàn giao dịch chứng khoán vào phiên giao dịch cuối ngày, đối lập hoàn toàn với hình ảnh thị trường cách đây 3 phiên. Số mã tăng điểm áp đảo hoàn toàn với 388 mã, trong khi số mã giảm điểm chỉ là 88 mã. Thị trường chứng khoán đã có phiên giao dịch tích cực với chỉ số VN Index tăng gần 16 điểm, tương ứng với 3% lên 545,89 điểm. Trong khi đó, thì sàn Hà Nội có sự phục hồi ấn tượng hơn khi HNX Index tăng 2,44 điểm, tương ứng với 3,3% lên 76,46 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 173 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 2.545 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục là tâm điểm trong phiên chiều với hàng loạt mã tăng kịch trần. Ngoài ra, thì các cổ phiếu vốn hóa lớn như là VNM, FPT, HSG hay HPG tăng mạnh, góp phần không nhỏ vào phiên hồi phục nhanh của thị trường. Việc điều chỉnh sâu trong thời gian qua đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy và khiến thị trường có hai phiên tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên, thì giao dịch của khối ngoại lại đi ngược lại xu hướng chung của thị trường khi bán dòng gần 10 triệu cổ phiếu trên hai sàn với giá trị tương ứng 200 tỷ đồng. Trong khi đó, thì tình hình giá dầu sụt giảm tiếp tục thu hút được sự chú ý của thế giới, mà giờ đây là cuộc chiến giành thị phần bất chấp giá có giảm nữa. Venezuela, một thành viên của tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC, vừa tuyên bố sẵn sàng để giá dầu xuất khẩu của nước này rơi xuống mức dưới 30 đô la Mỹ một thùng và thậm chí là có thể thấp hơn. Theo Tổng thống Venezuela Maduro, giá dầu xuất khẩu của Venezuela ngày 25 tháng 8 đã giảm 2 đô la Mỹ xuống còn 35 đô la Mỹ một thùng và có thể sẽ tiếp tục giảm xuống mức 30 đô la Mỹ, thậm chí là thấp hơn nữa. Giá dầu ngọt nhẹ trên thị trường thế giới ngày 25 tháng 8 chốt ở mức 43,21 đô la Mỹ một thùng. Trước đà lao dốc của giá dầu, đã có những lời kêu gọi OPEC cắt giảm sản lượng để bình ổn giá, song thì tổ chức này vẫn chưa thực hiện với hy vọng sẽ loại được các đối thủ cạnh tranh, mà ở đây là các nhà xuất khẩu dầu khí đa phiến Mỹ. Sự cạnh tranh quyết định giành thị phần giữa các quốc gia xuất khẩu dầu dự báo sẽ khiến cho giá dầu còn xuống nữa. Càng bơm nhiều dầu, nhu cầu ít thì giá càng giảm. Vậy sau 40 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thế giới xuống còn đến đâu và đâu sẽ là mức giá thấp nhất? Chúng ta sẽ cùng theo dõi những dự đoán của các chuyên gia thế giới. Khả năng 90% là giá dầu sẽ giảm xuống mức 30 đô la Mỹ một thùng. Đây là nhận định của các chuyên gia tập đoàn Citigroup. Có nhiều lý do khiến cho giá dầu sẽ tiếp tục sụt giảm từ mức 40 đô la Mỹ một thùng như hiện nay. Tháng 8 và tháng 9 là khoảng thời gian nhu cầu về dầu sẽ giảm do mùa lái xe ở Mỹ. Mùa tiêu thụ dầu cao điểm nhất trong năm sẽ kết thúc và các nhà máy lọc dầu sẽ tạm ngưng hoạt động để thực hiện bảo trì hàng năm. Trong khi đó, nhu cầu của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất trên thế giới đã giảm tương đối nhiều, song song với sự giảm tốc về tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chưa có dấu hiệu cắt giảm sản lượng hiện đang ở ngưỡng kỷ lục cũng sẽ khiến sức ép giảm đối với giá dầu càng thêm lớn. Tuy nhiên, 30 đô la Mỹ một thùng chưa phải là kịch bản xấu nhất. Theo ông David Kotok, một chuyên gia tài chính của Mỹ, giá dầu còn có thể xuống dưới 20, thậm chí 15 đô la Mỹ một thùng. Mức 15 đô la Mỹ như lời ông Kotok nói dường như có vẻ không tưởng, nhưng thực tế, một số loại dầu thô đã đang ở mức gần đó. Ví dụ dầu thô ở Tây Canada, một loại dầu thô nặng tinh luyện khó hơn so với dầu thô nhẹ, hiện đang giao dịch quanh con số 20 đô la Mỹ. Chưa kể Iran cũng có thể bắt đầu gia nhập trở lại vào thị trường dầu mỏ sau khi quốc gia này đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử trong tháng 7 vừa qua, tạo thêm một áp lực lớn nữa đè nặng lên giá dầu. Nhìn chung, kịch bản trung hạn cho giá dầu sẽ phụ thuộc rất lớn vào trạng thái của sự tăng trưởng toàn cầu, cùng với sản lượng khai thác của các nhà cung cấp, đặc biệt là Mỹ và OPEC. Và nếu OPEC cùng Mỹ vẫn tiếp tục chạy đua khai thác dầu để ôm lấy thị phần của mình, thì giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm sâu. Và trước xu hướng giá dầu giảm rõ rệt, thì Bộ Tài chính hôm 25 tháng 8 đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai lại giá cước cho phù hợp với biến động giảm giá của các chi phí nhiên liệu. Các cơ quan này cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo đúng quy định. Và phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 8, hơn 80 trẻ em bị sứt môi, hở ám ếch tại khu vực Tây Nguyên được phẫu thuật miễn phí. Toán biển tên tuyến phố Trịnh Công Sơn thể hiện tình cảm của người dân thủ đô Hà Nội đối với cố nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 8, tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam Operation Smile Việt Nam triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí cho hơn 80 trẻ em bị sứt môi hở ám ếch. Đa số trẻ em là con em những đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Khánh Hòa. Các em được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với Bệnh viện Đại học Tây Nguyên khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho các bệnh khe hở hở vòm miệng. Mỗi ca phẫu thuật kéo dài trong thời gian 45 phút, các em sẽ được tái tạo lại vành môi như những trẻ em bình thường khác. Từ năm 2008 đến nay, thì chương trình Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam đã phẫu thuật miễn phí cho 1.500 trẻ em trên toàn quốc, mang lại nụ cười và cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em. Hiện nhiều nhóm bạn trẻ đã dành thời gian làm các phim tài liệu ngắn, kể lại những câu chuyện có thật về lòng tử tế trong cuộc thi làm clip về chủ đề xã hội tử tế. Lễ trao giải cuộc thi đã diễn ra vào tối ngày 25 tháng 8. Chúng ta hãy cùng xem qua góc nhìn của các bạn trẻ thì những điều tốt đẹp về cuộc sống hiện lên như thế nào. Tên cô là Mai. Cô năm bao nhiêu ạ? Cô sinh năm 69. Những mảnh đời vô gia cư, tuy nghèo khổ nhưng đầy tình người. Nhóm bạn trẻ có mong muốn bảo tồn di sản văn hóa. Người phóng viên ảnh trăn trở với những cuộc đời mà anh gặp trong những bức ảnh. Những sự tử tế thầm lặng nơi cuộc sống thường ngày. Chúng tôi mong muốn tạo ra, lan tỏa được cái thông điệp về sự tử tế và cái việc là mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều có thể đóng góp để tạo nên một cái xã hội nhân văn hơn. Giải nhất thuộc về bộ phim Người kể chuyện của ba bạn trẻ Quang, Phương, Tạo. Bộ phim dài 11 phút ghi lại hành trình của anh phóng viên James Dương tìm đến hai mẹ con nọ có hoàn cảnh đặc biệt để đưa lại số tiền hảo tâm mà người ta gửi anh mang tới sau khi xem những bức ảnh anh chụp họ. Nó không nhất thiết là phải làm từ thiện hay là phải giúp đỡ ai đó và kiểu chia sẻ cái chuyện mình giúp đỡ gì cả, mà đôi khi nó chỉ là những công việc bằng những khả năng của mình và với niềm đam mê với nhiếp ảnh của mình. Thì anh phóng viên ảnh tìm ra được những người cần được giúp đỡ trong xã hội. Sự tử tế cũng có thể nhìn thấy ở chính việc các bạn trẻ, những nhà làm phim đã đi đến khắp các ngõ ngách của đời sống để tìm, để ghi lại những câu chuyện như thế. Xem từng thước phim như thôi thúc người ta muốn góp phần tạo nên một cộng đồng, một xã hội tử tế. Vào sáng ngày 26 tháng 8, gia đình và bè bạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có mặt bên cạnh Hồ Tây để chứng kiến thời điểm tên ông được chính thức gắn lên trên biển của một con phố tại Hà Nội. Đây là hoạt động tri ân tới người nhạc sĩ đã có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc của Việt Nam, nhắc nhở nhiều thế hệ không quên về những tài sản vô giá mà ông đã để lại cho chúng ta. Ở thời điểm tấm biển tên Trịnh Công Sơn được gắn lên, ca sĩ Tùng Dương và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã cùng nhau thể hiện ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội như một cách tri ân đặc biệt về cố nhạc sĩ này. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay. Đây là một cung đường mà cũng như các anh chị biết là cái bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội của anh Sơn, nó cũng thể hiện rất nhiều nét ở trên cung đường Hồ Tây mà ngày hôm nay anh Sơn đã được đặt tên ở đây. Chúng tôi rất cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn tất cả những người đã yêu thương anh Sơn. Trần Minh Tuấn là những người em nhỏ và những người bạn, người dân của gia đình Trịnh Sơn cũng thấy cảm thấy rất là vinh hạnh khi tham dự chương trình này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự mong mỏi của tất cả những người bạn của nhạc sĩ Trịnh Sơn cũng như những người yêu nhạc sĩ Trịnh Sơn. Nhà văn Nguyễn Đình Thi. Ngay từ sáng sớm, nhiều người yêu nhạc Trịnh đã tới đây để được sống, để được hoài niệm, để được hòa mình vào một thế giới hư ảo nhưng mà rất thực về tình yêu, con người và về mùa thu Hà Nội. Hơn 500 ca khúc ông để lại là những tác phẩm chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, nhẹ nhàng mà thâm thúy, đơn giản mà sâu sắc. Trong cái tâm trí của Trang cũng giống như là cái tâm trí của rất nhiều người yêu mến nhạc sĩ Sơn và yêu mến cả cách sống, cả tâm hồn Trịnh Công Sơn, thì nó đã có một cái con đường vô hình từ lâu rồi. Tôi nhớ mãi câu là từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Thì hôm nay ở đây chúng ta có một con đường nhỏ đặt tên Trịnh Công Sơn, thì tôi nghĩ đấy là một sự trả lời
vô cùng tuyệt vời của người dân Hà Nội đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính cách tình cảm của Trịnh Sơn gắn với những con đường như vậy thì mình hy vọng là đường lúa đôi đó những là xây những tình yêu lớn. Hà Nội chọn con đường lãng mạn gần Hồ Tây mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho thấy sự tinh tế và tấm thịnh tình của người Hà Nội đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không chỉ vì ông đã từng viết về Hồ Tây, mà chính bởi con người ông luôn lãng mạn khi gần gũi với cỏ cây sông nước. Con đường kéo dài từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến ngã ba Đê Âu Cơ, quận Hồ Tây. Con phố này dài 900 mét. Có thể nói đây là một trong những con phố đẹp và lãng mạn nhất của thủ đô Hà Nội. Nó thật phù hợp khi được đặt tên cho một người nghệ sĩ tài hoa và lãng mạn như Trịnh Công Sơn. Khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim đường trái. Và đến đây thì bản tin thời sự ngày 26 tháng 8 cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Chuyển đối ngoại Đài Truyền Việt Nam để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.